Chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc tay phải để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chương mục Tin nóng hàng ngày. Sau trận thua Iran, huấn luyện viên Park Hang Seo tiết lộ về cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam có trận đấu đầy khó khăn trước mắt gặp đội tuyển Iran ở lượt 2, vòng bảng Asian Cup 2019. Đã thu ngược 2-3 trước Iraq ở trận ra quân, một chiến thắng hay thậm chí kết quả hòa là điều khó đoán trước và thất bại 0-2 trước Iran không phải là kết quả gây ngạc nhiên. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã bày tỏ sự tôn trọng rất nhiều cho đội tuyển Iran trước trận và ông tiếp tục khen ngợi sức mạnh của đối thủ sau trận. Ông nói, hôm nay Iran cho thấy họ mạnh hơn nhiều so với Việt Nam, không dễ để chiến đấu với họ. Rất khó để vượt qua được một đối thủ đẳng cấp cao khi mà Iran đang được xếp hạng 29 trên bảng xếp hạng FIFA, tức là họ đội thứ hạng cao nhất của châu Á. Tôi không phải là người suy nghĩ tiêu cực, Iran thực sự là rất mạnh và ngay cả nếu cầm hòa 0-0 không không sau hiệp 1, đội tuyển Việt Nam e rằng vẫn sẽ không có cơ hội, không dễ để giành điểm tại Asian Cup. Chúng tôi chỉ đặt mục tiêu cố gắng thể hiện hết mình trước những đội mạnh ở giải này. Đây là một tập thể rất trẻ và tôi tin rằng đội bóng đang tiến bộ và hướng đến tương lai tươi sáng. Đội tuyển Việt Nam đang tạm đứng cuối nhóm các đội xếp thứ ba ở bảng đấu và cửa đi tiếp phụ thuộc rất nhiều vào trận gặp Yemen. Thầy Park khi đánh giá về cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam nói, không dễ để có thể tự mình quyết định cơ hội lọt vào vòng trong. Việt Nam phải thắng ở trận tới. Chúng tôi ghi hai bàn và thua 5 bàn khiến hiệu số là âm 3. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có 3 điểm ở trận đấu cuối cùng với Yemen. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng từ chối chỉ tên bất kỳ học trò nào cho những sai lầm ở hai bàn thua hôm nay. Ông cho biết, tôi không nghĩ vấn đề nằm riêng ở một cầu thủ nào ở bàn thua. Đôi khi chúng ta thua vì sai lầm cá nhân, nhưng tôi thấy hôm nay là vì đối thủ mạnh quá và tôi không đề cập cụ thể là cầu thủ nào. 3 điểm sáng của đội tuyển Việt Nam, Quang Hải Văn Lâm ở đẳng cấp châu Lục Đối đầu với đội tuyển mạnh nhất châu Á hiện nay, Huấn luyện viên Park Hang-seo đã xây dựng một lối chơi phòng ngự rất khoa học cho đội tuyển Việt Nam. Iran đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Đặng Văn Lâm trong khoảng nửa đầu thời gian của hiệp 1 và chỉ đến khi tận dụng lợi thế về mặt thể hình, đối thủ mới có thể có được hai bàn thắng vào lưới của chúng ta. Không những tổ chức phòng ngự hợp lý, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo còn rất tự tin trong việc triển khai bóng trong những pha phản công, cơ hội không phải là không có, đáng tiếc các chân sút của chúng ta lại không tận dụng được. Đặc trưng của đội tuyển Việt Nam tiếp tục được thể hiện trong trận đấu này. Đối đầu với đối thủ có thể hình vượt trội hơn và đẳng cấp cao hơn. Thế nhưng các cầu thủ của chúng ta không hề e dè trong các tình huống tranh chấp. Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng chơi cực kỳ lăng xả trên sân để ngăn cản cơ hội dứt điểm của đối thủ. Đức Huy có lẽ là cái tên chơi ấn tượng nhất ở hàng tiền vệ khi anh hoạt động không biết mệt mỏi, luôn có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Anh cùng với Hùng Dũng đã bọc lót rất tốt cho hàng phòng ngự. Đáng tiếc chấn thương buộc cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội phải nhường chỗ cho Ngân Văn Đại. Sau màn trình diễn gây tranh cãi trận đầu ra mắt, thì Đặng Văn Lâm đã khiến cho những ai chỉ trích anh phải ngậm miệng bằng màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu lần này. Tân binh của Muôn Thông United có tổng cộng 3 pha cản phá, cùng với đó là những tình huống ra vào vô cùng hợp lý. Hai bàn thua mà đội tuyển Việt Nam phải nhận khó có thể trách Lâm Tây bởi hàng phòng ngự lúc đó hoàn toàn bị đánh bại. Chắc hẳn Muôn Thông United hoàn toàn hài lòng bởi chất lượng của tân binh mà họ vừa chiêu mộ. Quang Hải chính là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội tự tin phô diễn những kỹ năng thượng thừa của mình trước những đối thủ cao lớn hơn. Tình huống Hải quân thực hiện cú ta lông mở một pha phản công ở hiệp 1. và sau đó một cầu thủ Iran buộc phải phạm lỗi để ngăn chặn, cho thấy đối thủ rất dè chừng trước sự nguy hiểm của tiền vệ mang áo số 19. Màn trình diễn của Văn Lâm và Quang Hải trong trận đấu này cho thấy bộ đôi này ở cùng đẳng cấp châu lục với các cầu thủ bên phía Iran. Những điểm sáng hiếm hoi trong thất bại của chúng ta hôm nay là cơ sở để tin về một thắng lợi lượt trận cuối cùng đối đầu với đội tuyển Yemen. Sốc, Thầy Park xảy ra xung đột với huấn luyện viên Iran ngay giữa hiệp 1 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Iran, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có lời qua tiếng lại với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến là Carlos Queiroz. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, đội tuyển Iran đã cho thấy đẳng cấp vượt trội của mình so với Việt Nam. Các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã chơi một trận đấu không tệ nhưng vẫn ngậm ngùi chấp nhận thất bại không hay. Trước áp lực lớn từ Iran, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không thể ngồi yên, không chỉ rời khỏi khu vực kỹ thuật để tranh cãi với trọng tài thứ tư, vì chiến lược gia người Hàn Quốc còn lời qua tiếng lại với huấn luyện viên Carlos Queiroz. Trong phòng họp báo, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thừa nhận mình không giỏi tiếng Anh, có lẽ những gì ông nói không thể khiến Carlos Queiroz hiểu được, nhưng ít nhất nó cũng khiến người trợ lý cũ của Sir Alex Ferguson phải phân tâm. Chi tiết là đẳng cấp của dàn cầu thủ Iran quá vượt trội và đội tuyển Việt Nam lại không thể tận dụng cơ hội ít ỏi của mình để có thể ghi bàn. Đội tuyển Việt Nam gặp tổn thất lớn trước trận đối đầu với Yemen. Quý vị thân mến, đội tuyển Việt Nam đã gặp thất bại trước Iran tỷ số là 0-2 ở lượt trận thứ hai vòng bảng Asian Cup 2019. Thất bại này là điều đã được dự đoán từ trước bởi đối thủ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ngày hôm nay thuộc một đẳng cấp khác. Sau trận thua Iran, đội tuyển Việt Nam đón một tin không vui với trường hợp của đội Duy Mạnh. Trung vệ của đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thẻ vàng ở phút 89 và chắc chắn vắng mặt ở lượt đấu cuối cùng gặp đội tuyển Yemen. Trước đó, Mạnh đã nhận một thẻ vàng trong trận thua 2-3 của Việt Nam trước Iraq. Tuy thua không hai nhưng cánh cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam vẫn còn đó. Nếu như ở lượt đấu cuối, thầy trò Park Hang-seo giành 3 điểm trọn vẹn trước Yemen và chờ tình hình từ các trận đấu của các bản đấu khác. Đội tuyển Việt Nam hiện đang tạm thời xếp cuối cùng trong tổng số những đội đứng thứ ba của Asian Cup 2019. Ngay sau trận đấu này là cặp đấu giữa Yemen với Iraq. Kết quả trận đấu này cũng ảnh hưởng đến thứ hạng của đội tuyển Việt Nam tại bảng D. Đội tuyển Việt Nam cần gì để có thể đi tiếp ở Asian Cup 2019? Sau trận thua đáng tiếc trước Iraq, đội tuyển Việt Nam gặp ứng viên vô địch Iran ở vòng đấu thứ hai. Dù đã thi đấu rất nỗ lực nhưng Đặng Văn Lâm vẫn phải hai lần vào lưới nhặt bóng, trong khi các đồng đội trên hàng công không thể tạo ra bất ngờ. Kết quả này khiến đội tuyển Việt Nam gặp nhiều bất lợi trong tham vọng giành vé vượt qua vòng bảng. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam hiện đang có 0 điểm sau hai trận đấu với hiệu số là âm 3. Nếu muốn đi tiếp, chúng ta buộc phải thắng Yemen ở lượt đấu cuối. Tuy nhiên, đó mới chỉ là điều kiện cần. Khả năng để Việt Nam có thể giành vị trí thứ hai bảng D là nếu Yemen thắng Iraq ở lượt trận tiếp theo, nhưng điều đó khó có thể xảy ra. Nếu rơi xuống vị trí thứ ba, chúng ta sẽ phải so điểm số và hiệu số với các bảng khác. Hiện tại ở các bảng đấu đã diễn ra hai trận, Jordan đã chắc chắn nhất bảng B, đã thắng Úc ở trận đối đầu trực tiếp. Do đó, nhiều khả năng họ sẽ giữ sức ở trận cuối cùng trước Palestine. Palestine và Syria đều đang có một điểm còn Úc có 3 điểm. Khả năng lớn nhất để Việt Nam vượt qua đại diện bảng này là Palestine và Syria đều thua. Tương tự là bảng A, khi đội bóng thứ ba bảng này đã chắc chắn có ít nhất 3 điểm bằng với Việt Nam nếu chúng ta thắng Yemen. Ở trận cuối nếu UAE thắng Thái Lan và Ấn Độ thắng Bahrain thì chúng ta mới có cơ hội vượt qua đội xếp thứ ba bảng này. Tình hình bảng C có vẻ dễ thở hơn khi cả Kyrgyzstan và Philippines đều chưa có điểm và sẽ gặp nhau ở lượt đấu cuối. Philippines đang có hiệu số âm 4 nếu họ thắng Kyrgyzstan thì sẽ rất có lợi cho chúng ta. Các bạn EF chưa thi đấu lượt đấu thứ hai, tuy nhiên các đại diện bạn E khá là cách biệt. Triều Tiên và Liban nhiều khả năng sẽ là hai đội cạnh tranh cho vị trí thứ ba, sẽ là khả quan nếu cả hai cùng thua ở lượt trận thứ hai. Trong khi đó, sự cách biệt của bạn F là không nhiều. Chúng quy lại tính đến thời điểm này là ngày 12 tháng 1, đội tuyển Việt Nam sẽ buộc phải thắng trận đấu gặp Yemen và mong chờ một trong hai điều kiện sau. Thứ nhất, Yemen thắng Iraq, Việt Nam thắng Yemen với cách biệt cao hơn. Khi đó, Việt Nam sẽ xếp thứ hai bảng D. Ví dụ như Yemen 1-0 trước Iraq và Việt Nam thì thắng 2-0 trước Yemen. Thứ hai, Yemen thua Iraq, Việt Nam thắng Yemen và mong chờ các kết quả có lợi từ các bạn khác, dễ trông chờ nhất là từ bảng B và bảng E. Quế Ngọc Hải cho biết tự hào về tinh thần chiến đấu của Việt Nam trước Iran. Đối đầu với Iran tại lượt trận thứ hai bảng D Asian Cup 2019, đội bóng đang đứng vị trí số 1 châu Á trên bảng xếp hạng của FIFA. Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo đã chịu thất bại 0-2 sau cú đúp bàn thắng của tiền đạo Sada Asmon. Sau thất bại, đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ rằng Iran thực sự là một đội bóng hàng đầu của châu Á. Họ từng tham dự World Cup và đã thể hiện được đẳng cấp tại Asian Cup năm nay. Điều đầu tiên mà chúng tôi nghĩ đến khi bước vào trận đấu này đó là phải thi đấu hết mình. Đầu tiên là vì màu cờ sắc áo như người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dù thua, tôi vẫn cảm thấy tự hào tinh thần chiến đấu của các đồng đội ngày hôm nay. Trong trận đối đầu với một đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội như Iran, không ít cầu thủ áo đỏ phải nằm sân, trông đau đớn. Sau rất nhiều tình huống va chạm mạnh, Quyết Ngọc Hải với vị trí chốt chặn nơi hàng phòng ngự đã có một trận đấu hết sức vất vả. Bản thân anh cũng gặp chấn thương ở trán. Chia sẻ về 90 phút còn mình trước đội bóng số 1 châu Á, anh nói, tôi đã hơi choáng sau tình huống va chạm mạnh, nhưng may mắn vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn một trận đấu cuối cùng vòng bảng khi đối đầu với đội tuyển Yemen. Tại đây, đoàn quân áo đỏ cần phải thắng đậm đối thủ mới có cơ hội giành tấm vé đi tiếp tại đấu trường châu Lục. Khi có ý kiến cho rằng Yemen là đội bóng yếu nhất bảng D, Quế Ngọc Hải vẫn tỏ ra thận trọng. Nhiều người đánh giá thấp Yemen và tin tưởng rằng Việt Nam sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Nhưng mà tôi không nghĩ như thế. Đối thủ nào tại Asian Cup cũng xứng đáng được tôn trọng. Tân binh của câu lạc bộ Viettel nhận định, đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tiếp theo cũng sẽ bước vào sân với sự tôn trọng dành cho Yemen và tiếp tục thi đấu hết mình để có thể giành kết quả chiến thắng cuối cùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.